Chào các bạn nha. Video này mình chia sẻ cách gỡ băng keo dán trên giấy mà không bị bay chữ và rách giấy nha các bạn. Rồi mời các bạn xem nha. Đối với băng keo mà chúng ta dán nó còn dư hai đầu băng keo thế này. Thì các bạn dán vào đầu băng keo ở đây. Còn đầu này chúng ta cầm, chúng ta kéo. Đó, các bạn thấy không? Bung ra rồi. Không mất chữ luôn. Băng keo không dính chữ luôn nha các bạn. Không dính chữ luôn. Còn trường hợp mà chúng ta cắt băng keo sát mép luôn rồi thì các bạn áp dụng cách này cho mình. Cái trường hợp này mình thấy hay gặp hơn. Chúng ta dùng máy xay tóc này, các bạn xới cho nóng lên. Đó, các bạn thấy chưa, lột ra dễ dàng luôn, không bị mất chữ luôn. Các bạn hơi nóng tới đâu á, các bạn lột tới đó. Rồi, thành công nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Không bị mất chữ nào luôn.